Rồi bắt đầu làm 200 cái lệnh bài Lucky Day xem là cuộc đời nó tươi đẹp nào không anh em ơi. Ôi, ai còn chưa có thăm được kìa. Chưa bất sáng, đẹp thế. Quật, khai quật các thầy ơi. Quất lâm. Độ chính xác đúng cái cần rồi đó. Ôi giờ chết được cái độ chính xác mình đang cần để mình đi bán đi. Độ chính xác đang cần. Chết đỏ. Có quý môi thâm nào ở đây? Cho nó vào dĩ vãng đi. Đào bới nó lên làm cái gì?
cái gì thế? Triệu hoán phù gì anh? Ê Vân, triệu hoán phù gì? Triệu hoán phù gì anh đoán? Ác nào kết thúc ác cái nhặt anh ơi, ác nào kết thúc ác cái nhặt, ác nó rơi vào trong cái ác kia luôn anh ơi, nó rơi thẳng vào cái ác đánh boss đó. Nó sẽ rơi thẳng vào cái ác đánh boss anh ơi. Để lắc cái đây để rơi ra ọp thì có vẻ cao đấy, ọp có vẻ cao đấy anh em ạ. Ủa, một phát hai viên thủy tinh. Má mẹ ác. Một phát hai viên thủy tinh anh ạ. Ác chưa? Ôi, má cái đai lưng kìa. Đai lưng này cũng được ý chứ.
Rồi, 41, 425 thì ngon, 425 thì xe đeo được luôn. Như gần đủ cái tỷ lệ chính xác rồi đấy, cái tỷ lệ chính xác của trường gần đủ á, công kích chính xác ấy, để ép cái kích ấy. Gần đủ á, úi rồi bung rồi, mà chả có cái đồ mẹ nào, chả có sách vở gì nha, mà chả thấy sách vở đâu cả, bung sách nhiệt tình thế nào, lắp cái đây thì ọp đẹp đấy, ọp thấy ổn áp đấy. Khó giữ phôi các anh ạ, phôi sắp hết rồi, sắp cạn rồi. Không thể phá hủy. Vâng, và là không thể phá hủy. Ma đại lưng không thể phá hủy hệ kim. Cho mày đi luôn. Ừ, được cái ngọc bội ngon. Ngọc bội ngon, ngọc bội ngon. Con cô luôn đang cần, con cô luôn đang cần. Ngọc bội là con cô luôn đang cần. Ngon. Thank you.
Từ nãy giờ lại không thấy viên thủy tinh nào nữa nhỉ. Nãy giờ không thấy viên thủy tinh nào nữa. Hay thật. Cần gọi là mật tê, cần gọi là mật tê. Nam Mô A Di Đà Phật. Tích 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 tích. Ông hai ngõ vừa đứng đây xong ông đã chạy vót đi thôi. Chúng mày lâu lắm rồi. Lại là tẩy thủy tinh à? Cứ tẩy thôi. Mẹ, có vẫn là mật tịch. Tẩy thế nhờ.
bao giờ. Ôi giời, nó bắn nhầm. Thắng hỏi chữ 2 thì ép ăn bang đúng không? Bây giờ là các đối phương là sẽ ép ăn bang khá là nhiều. Bây giờ mấy cái phôi mà đúng phôi để ăn bang là có giá với anh ạ. Anh em nào vào sau mà chưa bấm like ủng hộ em Trường thì cho em Trường một like ủng hộ với anh em. Lát đòn, lát gáo. Ui dạo rồi. Mà từ lấy giờ hình như em còn chưa được một cái phôi băng sát nào anh em ạ. Ôi dạo. Mẹ thắng tất cả mươi. Rồi cũng được. Thêm một dàn rồi thắng tất cả. Có phải đánh những bài trang sức cơ thì nó mới bung cái dàn đấy được. Còn đánh những bài thường này thì khó. Đánh những bài thường này thì nên xui lắm. Ây da, lại là 12 à? À, dây 12 nam à? À, hiện hiện 3 thì khó nhờ. Hiện 3 thì khó nhờ. Hiện 3 thì khó quá nhờ. Làm tí Evan không à? Evan chắc sáng mai anh ơi. Evan chắc sáng mai em mới ăn đó. Evan để sáng mai đi, cái tối nay thì không ăn được đâu. Không đủ nguyên liệu để ăn. Evan tối nay chắc không đủ nguyên liệu đâu anh em ạ. Thắng lôi 30. Quan trọng là không đủ nguyên liệu để ăn. Cuối đời gặp được cuốn võ lâm mật tịch anh em ạ. Kháng. Kháng ối rồi ôi. À.
Mẹ không được một cái phôi băng sát nào ạ? À thế nhỉ?